Kính chào các bạn, ngày hôm nay từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi lại gặp lại chị Huệ Như, một người đang đấu tranh tích cực cho việc phản đối BOT bẩn, tức là bốt bẩn tại Việt Nam. Và được biết chị trong thời gian vừa qua đã gặp rất là nhiều cái vấn đề bị đàn áp, tức là bị những người công an hoặc mật vụ thường phục để họ đánh, và chị cũng đã đi khám và bác sĩ đã nói về thông tin như thế nào, chị có thể chia sẻ thêm cho bà con và bạn đọc cùng biết không ạ? Dạ vâng ạ, chào anh Lê Trung Khoa cùng với lại tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cũng như là tôi đã chia sẻ từ ngay từ hôm mà tôi bị bắt ở Bắc Thăng Long Nội Bài đó, thì tôi đã nói là khi mà bắt tôi là họ đã bẻ, những người mặc thường phục đó họ đã bẻ quặt tay tôi về phía đằng sau, và khi tôi kêu đau thì họ bắt đầu họ bịt mồm tôi lại, và một số người đã vừa đi vừa lấy đầu gối chân thúc thẳng vào bụng tôi. Thì tôi có nói là nếu mà chết là chết hai mạng người đấy, thì người ta cũng không 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 có ý kiến gì, và người ta tiếp tục nói rằng là trên đường bắt tôi vào trong cái nhà điều hành đó thì người ta nói rằng giữ chặt lấy, và tiếp tục là có những cái hành động là hành hung tôi. Thế khi đưa nhốt tôi vào trong nhà điều hành thì cử một người công an tên là Bình đến để làm việc với tôi. Tôi cũng đã nói luôn là nếu như các em xảy ra chuyện gì với chị là các em đã giết hai mạng người. Thế thì sau đó là họ đã đưa tôi về công an huyện Sóc Sơn để làm việc. Trong cái biên bản tường trình về cái sự việc ngày hôm đó, tôi cũng nói rằng là đấy là không phải là mời tôi, mặc dù họ nói là mời tôi, nhưng tôi nói là không phải mời tôi. Mời tôi tại sao lại lôi kéo tôi và lại có những hành động hành hung tôi như vậy? Trong khi tôi đang có nghi ngờ rằng là tôi đang mang thai, mà họ cũng vẫn không 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 thả tôi ra ngay, mặc dù làm việc xong ngay từ lúc 12 giờ hơn giữa trưa, nhưng mà họ vẫn không thả tôi ra ngay, mà đến tận cuối giờ chiều họ mới có biên bản kết luận là tôi vi phạm hành chính rồi họ mới cho ra. Mặc dù tôi rất là mệt mỏi bởi vì là buổi sáng đó tôi chưa được ăn uống gì, với lúc đó với 7 giờ tôi đi đấy tôi chưa được ăn uống, tôi cũng nói là tôi rất là choáng váng vì là tôi chưa được ăn uống gì, nhưng họ vẫn không thả tôi người ta ngay, mặc dù là nói rằng là mời tôi về làm việc. Và khi về thì tôi cũng thấy là 2 ngày hôm sau khi mà bị thả tôi về thì tôi cũng chỉ thấy nó đau bụng rất là bình thường, tôi cũng chỉ nghĩ là chắc là nó chỉ là cái xô đẩy thôi, thì tôi cũng chủ quan. Nhưng mà 2 ngày sau thì tôi thấy bụng có triệu chứng là đau nặng lên, và ngay khi mà tôi đi khám thì đây tất cả các hóa đơn xét nghiệm của tôi đã có hết đây, của bệnh viện phụ sản Thái Bình, thiếu siêu âm, và kết luận của tôi rất là rõ ràng là thai được 5 tuần và đang có dọa sẩy, bởi vì là nó chấn thương ở vùng bụng. Và không có, nếu như mà theo dõi từ giờ đến tối mà không không thể các cơn đau mà nó cứ quằn lên như thế này thì chắc chắn là từ giờ đến tối là sẽ không giữ được đứa bé. Thai của tôi là đang là một phụ nữ mang thai 5 tuần tuổi, nhưng mà ngay ngày hôm đó khi mà tôi bị bắt tôi cũng đã kêu, nhưng mà họ đã không cho tôi kêu, họ vẫn tiếp tục bịt mồm và cứ lấy chân thục vào bụng tôi. Đó là sự thật, và tôi vẫn muốn là mọi người chia sẻ, tất cả mọi người đang theo dõi chương trình chia sẻ mạnh cái livestream này, để tôi sẽ làm một cái căn cứ. Trong đầu tuần tới tôi sẽ viết đơn gửi lên công an huyện Sóc Sơn và công an thành phố Hà Nội cũng như là bộ trưởng bộ công an Tô Lâm về việc hành hung phụ nữ có thai. Mặc dù hôm đó tôi đã kêu rồi nhưng họ vẫn cứ bịt mồm tôi và họ không không để cho tôi nói, và họ nghĩ rằng là chắc là tôi đang bày trò ra với họ để trốn tránh cái trách nhiệm của mình khi lên làm việc với công an. Nhưng đó là sự thật và họ phải chịu trách nhiệm về cái sự việc là hành hung một phụ nữ mang thai như tôi. Vì cái việc là tôi đòi quyền lợi chính đáng của tôi cũng không kêu gọi ai ra đó phản đối cả, mà bản thân tôi chỉ đòi quyền lợi chính đáng cho tôi tại bốt bẩn bốt ma Bắc Thăng Long Nội Bài đã hết hạn thu phí từ năm 2007. Ngày hôm đó bởi vì là tôi đòi chưa được 3 phút. Trong khi đấy họ quy định ở tự họ nghĩ ra một cái quy định rằng là không được dừng đỗ 5 phút, nhưng chưa đầy 3 phút thì họ đã đóng làn và không cho tôi đi. Sau đó thì những sự việc xảy ra thì tất cả mọi người đã theo dõi những cái livestream trực tiếp của tôi thì đã biết họ đã có những hành động là chèn ép và bắt bớ, cũng như là dùng vũ lực đối với tôi trong cái việc là lôi kéo bắt tôi đi vào trong nhà điều hành, rồi sau đó lôi tôi lên công an huyện Sóc Sơn. Vâng, chị có thể cho biết rõ hơn theo như tường thuật lần trước livestream chúng ta cũng đã xem và nhiều người ở Đức và ở các nơi cũng đã hỏi tôi, có phải một cái người trông rất to béo mà được cho rằng đấy là cái ông tên là Đại Béo, ông ấy làm gì và người có phải ông đấy đã đánh vào bụng chị không ạ?
Dạ vâng, chính người thanh niên đó, lúc đó tôi cũng không biết, nhưng mà buổi sáng hôm đó khi mà chưa bắt tôi là đi qua nhìn thấy tôi đứng ở đó là anh ta đã có cái hành động là dùng vai giãy tôi ngã, tức là lấy vai đánh vào vai tôi để cố tình để cho tôi ngã ra. Và trong livestream tôi cũng đã nói rõ rằng là tôi cũng đã có một cái câu nói để nói rõ về cái việc đó. Sau đó thì chính anh ta cộng với một người thanh niên mà đội cái mũ lưỡi chai màu đen đó, cộng với một anh gầy gầy, tôi không biết rõ tên nhưng đều là của công an huyện Sóc Sơn, đã chính thức là ba người đấy đánh tôi, nhưng hai người kia thì tôi nhìn rõ mặt, còn người kia là bẻ quạt tay lưng lưng bẻ quạt tay tôi về phía đằng sau, còn anh đại béo đó đã dùng chân thúc thẳng vào bụng tôi. Vâng, vậy quả thật những cái hành động đó khi được đưa ra trước luật sư và có lẽ là chị cũng sẽ có những cái tham vấn thêm về cơ quan để bảo, tức là những cái người để bảo vệ về cái quyền lợi của chị, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, À, hiện tại là từ giờ đến tối là bác sĩ vẫn còn đang theo dõi cho tôi về nhà và theo dõi nếu như cơn đau bụng nếu cứ tiếp tục mà quặn lên thì mọi người sẽ phải tìm cách xử lý. Bởi vì là cơn đau của tôi như ngày hôm nay là tăng lên rất là nhiều so với mấy hôm trước. Rất cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị sẽ chóng bình phục, cũng như là cộng đồng bà con trong và ngoài nước hãy chia sẻ những thông tin này để cho người Việt Nam và các bạn bè trên thế giới cùng biết những cái thông tin mà đã Việt Nam công an Việt Nam đã vi phạm những vấn đề rất trầm trọng về nhân quyền, đặc biệt là xâm phạm đến cái sức khỏe của một người phụ nữ đang mang thai như chị, và có khả năng cháu bé sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và chúng tôi sau đây xin mời các bạn xem những video mà chia sẻ khi mà chị đến trước khi đến bệnh viện ngày hôm nay, đúng không ạ? Chào cả nhà nhá. Hiện tại là mình đang ở bệnh viện phụ sản Thái Bình. Đây, nhà khám và nhà điều hành. Do là chiều nay thì là chị Huệ Như trước khi định bay vào trong Cần Thơ để hỗ trợ anh chị em T2 thì là đã bị đau bụng dữ dội và chị đã gọi cho tôi sang để đưa chị đi vào vào bệnh viện. Thì như các bạn cũng biết đấy, tôi cũng đã đăng trên đấy một chút thông tin để các bạn tham khảo. Thứ nhất là khi mà chị đi đòi hỏi mà chị Huệ Như đi đòi hỏi quyền lợi hợp pháp và hợp hiến tại BOT Bắc Thăng Long Nội Bài hôm 20 tháng 3 thì chị đã bị bị bắt và lôi vào nhà điều hành. Có hai người là tôi không biết tên là gì, nhưng một anh béo và một anh đội mũ, như các bạn cũng biết đấy, là đã đánh chị Huệ Như. Và trước khi đánh đấy thì chị ấy cũng đã nói với mọi người là chị cũng đã nói với họ rằng là chị có bầu, nhưng mà họ nghĩ rằng là chị chỉ nói dối. Đấy thì họ vẫn cứ đánh vào lên gối, đánh thục thẳng vào bụng của chị. Sau đó thì là khi mà tôi cũng bị bắt giữ hôm đấy, tôi bị bắt giữ ở đấy thì tôi cũng có tận mắt chứng kiến là họ đánh chị Huệ. Và sau đấy thì họ lôi tôi vào một phòng, cứ bắt tôi lên tầng 2 xong lại bắt xuống, mà tôi rất là mệt mệt mỏi, xong rồi họ tống tôi vào một phòng. Xong rồi tôi bảo là tôi có bầu thì họ bảo là không phải. Thế xong tôi bảo là đưa lệnh khám người ra đây, tôi sẽ thử que thử cho mà xem. Thì họ không nói gì nữa, nhưng mà họ không thả tôi ra. Trong khi đó tôi bảo là tôi đang có bầu và tôi yêu cầu là tôi chỉ đến gọi vậy như để đi lên đi thôi, chứ không chứ tôi không có hề xuất hiện ở đấy, hoặc tôi hôm đấy tôi không đi đòi hỏi quyền lợi ở đấy. Thì, nhưng mà họ không đồng ý. Thì xong rồi họ rằng cái bút tôi kẹp ở đây để tôi viết, nói chung là tôi cần phải có bút và giấy tờ, thì tôi thường có bút và giấy tờ tôi mang đi theo cùng. Thì họ đã giật cái bút của tôi kẹp ở trước ngực. Và họ trong cái livestream trước đấy, trước khi tôi bị bắt thì các bạn cũng biết rồi đấy, là họ giật điện thoại của tôi, giật phát điện thoại của tôi. Thì sau đó là họ định lầm bắt tôi là có tôi đeo cái túi, tại vì đồ đạc là tôi hay ốm mà tôi cứ phải có thuốc ở ở trong, lúc nào đi đâu cũng phải có thuốc, tức là tôi lúc nào cũng phải có túi.
thì họ yêu cầu là bỏ tất cả các thứ ở túi ra, đưa cái điện thoại ở trong túi đây và các thứ. Nhưng mà tôi không đồng ý, tôi bảo tôi không phải là tội phạm, tôi không bị phạm lỗi gì và hiện tại tôi đang có bầu, thì yêu cầu là thả tôi ra. Nói chung là cũng phải đến 15-20 phút đấy. Rồi cãi qua cãi lại, rồi lung tung xè, rồi kêu không có bầu, rồi hỏi mấy tháng, rồi các thứ lung tung. Nói qua nói lại thì khoảng 20 phút sau họ thả tôi. Nhưng mà tôi hôm đấy tận mắt là có chứng kiến là chị Huệ Như là bị đánh. Chị Huệ Như bị đánh, sau đó là thấy tôi thì là họ mới tống chị vào một cái phòng riêng và họ đóng cửa cái rầm rầm phát. Thì tôi bị sang phòng bên kia nên tôi không biết là cái chuyện gì nó đã xảy ra tại thời điểm đó. Nhưng mà sau đó thì họ buộc phải thả tôi vì họ không chứng minh được là lỗi của tôi. Thì tôi cũng đã đăng lên cho mọi người biết là chị Huệ Như bị đánh rất là dã man. Và nếu như mà không có cái thông tin mà cộng đồng đang chờ đợi đấy, và cũng không có cái thông tin tôi đưa lên như vậy, thì có thể là như tôi nói rồi đấy, tôi đã đăng rồi, có thể là Huệ Như là còn bị khủng khiếp hơn. Và trong cái tình trạng đang có bầu như vậy thì mà bị đánh như vậy thì có thể là mạng cũng không còn giữ được nữa. Và hai con của chị có thể là cũng sẽ bị mồ côi. Đấy. Sau đó thì tôi có thấy chị Huệ Như lúc trước khi đưa đến đây, tôi có hỏi là thế hôm đấy chị có nói với họ là chị đang có bầu không? Thì là chị bảo là có nói, ở nhà điều hành cũng nói, và trong các bản khai tại công an huyện Sóc Sơn là cũng nói là đang có bầu. Nhưng mà công an huyện Sóc Sơn thì tôi không biết, nhưng mà ở nhà điều hành là tôi xác nhận nhá, tôi xác nhận chính tôi nhìn thấy là chị bây giờ các vị bảo không bị đánh, yêu cầu trích xuất toàn bộ camera ở tất cả các phòng và cái phòng chính, cái phòng mà hôm mà chúng tôi vào để hỏi cơ sở pháp lý đấy, tôi thấy là đưa chị vào đấy, yêu cầu Viettra Cinemax trích xuất toàn bộ camera ở tại cái phòng đấy. Tôi cũng đang ở bệnh viện phụ sản Thái Bình nhá các bạn nhá, thai như ở trong cái kết quả siêu âm và xét nghiệm máu đấy là thai 5 tuần tuổi và dạ sảy nhá. Tại vì các bạn phải hình dung rằng là một người phụ nữ bình thường trời nóng này nó đã rất là mệt mỏi rồi, mà đi khắp nơi như vậy, chạy đôn chạy đáo như vậy, xong rồi lại bị vào lôi vào đánh đập, xong rồi không cho ăn uống, với lại nói chung là tinh thần nó không được thoải mái và nó bị ức chế ấy. Thì cái việc là dạ sảy hoặc là cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe đấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Các bạn mà muốn thăm chị Huệ thì đều có thể đến đây bệnh viện phụ sản Thái Bình nhá. Các bạn cũng biết đấy, thực ra là từ trước đến giờ, trước đấy là mọi người không được biết là chị Huệ là có bầu là vì sao. Vì tất cả những người phụ nữ chúng tôi đi đòi quyền lợi hợp hiến và hợp pháp của mình là do pháp luật quy định, và chúng tôi nhận thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi phải đòi lại những quyền cơ bản nhất cho chúng tôi, cho con cháu chúng tôi. Vì chúng tôi hy vọng rằng những đứa con bé xíu của chúng tôi sau khi ra đời sẽ được sống ở trong một cái xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, nó không bị ô nhiễm. Mập ơi, mập ra đây, mập ra đây mẹ. Nó sẽ không bị ô nhiễm, không bị ảnh hưởng cho các cháu, không bị những cái thứ độc hại. Đây là con tôi. Cháu lúc nào cũng đi với tôi, tại vì tôi cũng nói với các bạn là tình mẫu tử thì rất là thiêng liêng, nên là chúng tôi đi phản đối là vì chính bản thân chúng tôi, vì con cháu chúng tôi, chứ không phải là vì bất cứ một cái gì cả. Các bạn cũng vậy thôi, nên là cái việc mà Huệ Như mà có bầu nhưng mà chị không đưa lên cộng đồng cũng như là tôi rất là yên khi, tại vì thực ra là tôi, mọi người nhìn thấy thì mọi người phát hiện ngay là tôi, nhưng mà chị Huệ thì có thể là còn bé, nên là họ không, nên là mọi người không nghĩ rằng chị có bầu. Nhưng mà cái việc có bầu hay không có bầu đấy là cái việc của bản thân gia đình nhà người ta, và chỉ trong gia đình người ta anh cần biết, chứ còn lại em xuống đi, chứ còn lại là người ta không phải đưa những cái thông tin cá nhân đấy cho cộng đồng. Nhưng mà trước khi mà bị đánh là chị đã thông báo rồi, nhưng mà những cái đối tượng mặc thường phục đấy là vẫn đánh đập chị ấy một cách rất là dã man. Chưa cần nói là xuống tay với một người phụ nữ là không nên, mà thậm chí là khi biết người ta có bầu mà vẫn làm như vậy thì phải gọi là ác nhân.
Đấy, các bạn phải hiểu là như vậy. Còn mọi người có thể là thấy bất ngờ khi là cái thông tin chị Huệ có bầu, nhưng mà chúng tôi cũng đã nói rồi, chúng tôi cũng mang con cái, không mang bầu bí, không mang con cái chúng tôi ra để mà để làm cái lá chắn hay bình phong cho chính chúng tôi, mà cái đấy là cái việc riêng của gia đình chúng tôi. Giống như là việc tôi có bầu là bao nhiêu tháng con trai con gái, các vị không phải là bố mẹ tôi, cũng không phải là chồng tôi hoặc anh em họ hàng thân thích của tôi, xin lỗi là đừng có hỏi, hỏi tôi cũng không có nói. Và nếu như muốn khám, đưa quyết định khám người đây, tôi thử, chị Huệ cũng vậy. Nên là cái việc có bầu là việc riêng của người ta không mang cái đấy ra làm bình phong. Đấy là thể hiện rằng con người ta là rất là chí khí, và người ta làm những cái việc mà người ta nghĩ rằng có lợi cho tương lai của những cái đứa con, thậm chí ở đang trong bụng của người ta như vậy. Đấy, thì trước đấy là chị cũng đã nói rồi, nhưng khắc nghiệt như vậy. Và hiện tại là thai 5 tuần thì bác sĩ tiên lượng rất là xấu nhá. Có thể là không giữ được. Thì các bạn cũng hiểu rằng là một người phụ nữ mà cũng lớn tuổi rồi, tình mẫu tử là rất là thiêng liêng, không có gì có thể chia cắt được. Mà họ lớn tuổi nên là cái thâm tâm họ mong có một muốn để sinh một đứa con nó rất là mãnh liệt. Và khi mà họ bị như thế này thì là cú sốc thực sự là rất là lớn đối với họ. Thì cũng mong là chúng tôi đã nói rồi, ai sai người đấy chịu trách nhiệm trước. Chúng tôi không có thù oán gì với công an huyện Sóc Sơn. Thế nhưng mà những người nào mà lợi dụng chức vụ quyền hạn mà làm những cái điều trái quấy như thế này thì phải chịu trách nhiệm. Và hiện tại sau khi có kết quả này thì chúng tôi sẽ tiến hành tất cả những cái bước tiếp theo để đưa những cái kẻ mà cần phải đưa để ra trước vành móng ngựa. Tại vì đánh người và đánh phụ nữ có thai theo luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam, đấy là một điều cấm kỵ. Các bạn có đọc một trong điều 157 luật hình sự thì cái khung bị phạt, khung chế tài của nó là từ 2 đến 7 năm. Đấy. Và sức khỏe của chị Huệ thì cũng rất là yếu. Hiện tại là chị cũng không nói được, chị đang rất là chóng mặt. Tí nữa sau cái cuộc kết quả là như thế nào thì là chúng tôi sẽ, chị sẽ trực tiếp thông báo với các bạn. Tôi cũng chỉ nói qua một chút là như vậy để mọi người biết tình hình. Nếu mà anh chị em nào mà gần bệnh viện Phụ sản Thái Bình thì chạy ra đây với chị một tí. Thế nha các bạn nhá. Tôi cũng nhắc lại với mọi người là tình mẫu tử từ ngàn đời nay đối với người phụ nữ Việt Nam, đấy là một cái tình, đấy là một cái tình cảm rất là thiêng liêng. Và những kẻ nào mà chia cách tình cảm mẹ con thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin chào. Vâng, các bạn vừa xem video clip của người bạn của chị Huệ Như vừa thu và phát ngày hôm nay trước bệnh viện, khi mà chị đến khám với vấn đề là có khả năng thai nhi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì bị công an Việt Nam đánh. Và cái người mà được cung cấp thông tin đó, đấy là chính có thể là đấy là phó phòng an ninh của công an huyện Sóc Sơn. Và cái người này tên có biệt danh là tên là Đại Béo. Cái người và các bạn đang nhìn thấy hình ảnh của ông Đại Béo đây. Đây là hình ảnh mà các camera đã ghi lại được khi chị Huệ Như bị bắt giữ tại bốt BOT bốt Thăng Long, Bắc Thăng Long Nội Bài. Và đây là hình ảnh của ông Đại Béo, tức là ông phó phòng an ninh của công an Sóc Sơn. Và chắc chắn rằng ông ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong thời gian tới đối với cộng đồng mạng cũng như những cái phản ứng của bà con. Và mọi người hãy chia sẻ và bình luận dưới video này. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm với các bạn một số cái hình ảnh khác, đó là khi mà chị Huệ Như ngày hôm nay đang khám ở bệnh viện vì cháu bé đã có biểu hiện ở trong bụng là có vấn đề, có khả năng là bị khó khăn về sức khỏe. Và đây chúng tôi xin chia sẻ thêm một số hình ảnh của đây là những cái phim chụp của chị, phim chụp đây là phim chụp của chị Huệ Như mà đã gửi cho chúng tôi. Và chúng tôi thấy rằng là trong siêu âm nó hình rất nhỏ của cháu bé, nhưng mà cháu bé hiện nay rất là khó giữ, bởi vì sau khi chị bị một cái ông cán bộ công an an ninh đánh vào bụng thì bây giờ khả năng xảy thai xảy ra rất là lớn. Và hiện nay chị vẫn tiếp tục phải đi khám ở bệnh viện.
ngay trước cái chương trình live stream trực tiếp này thì chị cũng đã phỏng vấn, trả lời phỏng vấn của chúng ta và chúng ta cũng đã xem. Và ngoài ra đây là cái kết quả soi để khám bệnh ngày nay của chị Huệ Như. Trong đó cũng ghi rất rõ những cái thông tin đầy đủ chi tiết là chị đã có mặt tại bệnh viện để khám và siêu âm. Bên cạnh đó chúng ta đây là thấy phòng siêu âm của bệnh viện ngày hôm nay đã khám cho chị. Và đây là khu nhà phòng ngăn và trong kia là chị đã khám. Và đây là hình ảnh của chị Huệ Như ngày hôm nay. Chị đã khám và kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Và khi kiểm tra thì bác sĩ rất lo ngại vì vấn đề thai nhi đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi bị cán bộ công an của Việt Nam đánh. Và đây là hình ảnh gần đây nhất của chị Huệ Như. Trong cái giờ này thì chị vẫn đang tiếp tục đến bệnh viện để tiếp tục tiêm thuốc và theo dõi tình trạng của cháu bé 5 tuần tuổi. Và hy vọng rằng là sức khỏe của chị sẽ được tốt hơn. Tuy nhiên với thái độ đối với người dân như vậy, đánh để có thể dẫn đến sảy thai thì là một điều rất là tệ của công an Việt Nam, đặc biệt là những người cán bộ công an tại huyện Sóc Sơn này. Và chắc chắn là cộng đồng mạng cũng như bạn bè và xã hội sẽ lên án những hành động đó. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp những cái vấn đề đang xảy ra xung quanh các bốt bẩn tại Việt Nam. Và đặc biệt chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái sức khỏe của chị Huệ Như để có thể cùng nhau chia sẻ và cùng nhau hỗ trợ chị trong những cái lúc khó khăn nhất. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình thực tế ngày hôm nay của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, 25 tháng 5 2019. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình một lần tới. Xin cảm ơn các bạn và xin chào các bạn.